Quý vị và các bạn, hiện tại trên tay mình là chiếc Samsung Galaxy Z, nhưng hôm nay mình không đến đây để review chiếc Galaxy Z này vì quá nhiều bài review rồi và các tính năng của nó thì các bạn chắc cũng đã tham khảo khá nhiều trên đi channel. Và hôm nay mình sẽ review các bạn vừa cập nhật ở tại hiệu thông minh, đây là những sản phẩm ốp lưng và bao da cao cấp đến từ để cung cấp cho thị sản phẩm này. Thì sản phẩm này có điểm yếu là mặt sau là mặt bóng, thì khi mà bạn để xuống mặt bàn dễ bị chảy xước. Đó, như của mình này nó bị chảy khá là nhiều rồi, thì cũng khá là sót, nên là hôm trước thì mình đã review một chút về skin, nhưng mà skin thì cũng là một cái giải pháp tình thế thôi vì một thời gian nó rất dễ bị bong. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn về một số sản phẩm ốp lưng, bao da. Và đây trên màn hình nhỏ của các bạn bây giờ hiện tại là rất nhiều ốp lưng và rất nhiều màu khác nhau. Sản phẩm này thì vừa mới cập nhật thôi, vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thì đây là một sản phẩm iMac, một thương hiệu khá nổi tiếng về sản phẩm, các sản phẩm phụ kiện. Sản phẩm ốp này là ốp trong suốt, giữ được màu sắc và cũng như là dáng của máy. Đây, máy của mình là máy màu xanh rất là nổi và độ mỏng cũng khá là ổn, cầm chắc tay, vừa vặn và rất là đẹp. Ngoài ra thì các bạn nữ hoặc là những bạn nào tính cá tính một chút thì bạn có thể sử dụng một số các sản phẩm ốp lưng nhựa dẻo khác, nó rất nhiều màu sắc đấy. Giả sử như là mình có thể chọn, có lẽ là mình chọn một màu nó thật nổi, màu vàng, màu trắng. Đó, đây màu xanh và màu vàng thực sự rất là nổi. Mình chưa bao giờ thấy một cái ốp màu vàng nào đi cùng một máy là đẹp như này, vì màu vàng nó là một cái màu gì đó nó hơi khó tính. Thực sự là những bạn cá tính thì mới dùng màu vàng đấy. Ngoài ra thì mình có smartphone đây, đây là một chiếc bao da có hỗ trợ tính năng view, một cái window khá là nhỏ. Và cái này thì mình nó hỗ trợ thêm một số tính năng, giả sử có người gọi đến hay là xem giờ ngày tháng các thanh trạng thái các thứ thì nó sẽ hiển thị luôn trên này. Ngoài ra có thể hỗ trợ tắt màn hình, đó là tiện lợi nếu các bạn là đang đi đường, có thể bạn có thể cầm cuốc và đưa tay alo là có thể nghe điện thoại luôn, không phải mở ra mở vào, phải dừng xe các thứ. Ngoài ra thì nếu như các bạn nào có nhu cầu cao hơn để bảo vệ một chiếc máy tốt hơn thì bạn có thể sử dụng một chiếc bao da nó dày dặn hơn, bao da liquid một chút. Trong này thì đi kèm nó sẽ có một số phụ kiện rất là hay, có một bút cảm ứng, lúc này thì bạn phải cắm trực tiếp vào chân tai nghe và lúc nào bạn dùng thì bạn rút nó ra đây. Đó, lắc lư rất là hay, mặc dù con này thì nó có cả cái chân đeo này nữa. Ngoài ra thì có một số nút chân cắm tai nghe và chân cắm sạc để chống bụi, chống nước, chống bị ẩm mốc. Và ngoài ra thì hôm nay mình có nhập được một chút miếng dán màn hình, số lượng nó không có nhiều nhưng mà để hỗ trợ anh em là khó tính thì đợt trước đây như là mình cái dán màn hình của Samsung S4 khá là vừa vặn, nhưng S4 thì theo các bạn biết ấy, là nó sẽ vát những cái góc, và trên màn hình của mình ấy, nó sẽ vát những cái góc nhỏ này. Nhưng các bạn khó tính các bạn sẽ rất là khó chịu vấn đề này, màn hình con này nó lại hơi cong, tức là viền của nó hơi cao hơn so với lại mặt kính. Thì khi mà mình cầm trên tay ấy, nó hơi cộm. Thì mình có cả một sản phẩm dán màn hình luôn, vừa kit đến từng chi tiết luôn, từng mm luôn. Đó, thì hiện tại thì các sản phẩm này đang có mặt tại hiệu thông minh 119 Thái Thịnh và 28 xã Đàn. Giá cả của sản phẩm này rất là phải chăng, từ dao động từ 150.000 đến 300.000 có thể mang một sản phẩm về nhà. Và trong đợt khuyến mại mở showroom mới trong Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại bên mình có hỗ trợ là tất cả các khách lẻ đến cửa hàng giảm 20% giá phụ kiện. Ngoài ra thì khách mua máy tại cửa hàng sẽ được giảm lên tới 30-40% giá phụ kiện khác đi kèm theo máy. Các bạn cứ qua cửa hàng tham khảo.